cầm một cái tấm bảng, hình như là cái tấm bảng gì á cô bác anh chị. Nó đi ngang nó coi, nó nói cái nghiệp của chị bán cá, bỏ nghề cá đó chị ơi, như là đặt tàu cá lóc, chị đặt tàu bán cá rô hồng đó, đặt bán cho người ta. Ngày không có căng, nó hiểu thiệt, căng đủ rồi, dụng mà đập đầu có, rồi thầy người ta gặp tình tâm phiên. Của anh nó nói hoài, nó mẹ đừng xin mắc nợ con, sau này con có chết thì mới không mắc nợ con nữa. Giấu nó, giờ khổ quá, khổ con mà nói cái câu nó cuộc. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ bắt gặp được một cái hình ảnh cái cô này nè cô bác quý anh chị. Đang quỳ cặp bên một cái mé đường và cô cầm một cái tấm bảng, hình như là cái tấm bảng gì á cô bác quý anh chị. Chào cô, con thấy cô cầm cái tấm bảng gì á cô? Con bệnh. Con bệnh hả? Dạ. Khối u não hả? Dạ. Con của mình bệnh sao á cô? Giờ nằm nhà, giờ khổ có khổ rồi, kiếm tiền mua bán với số, như vậy lo tiền mua sữa rồi cho nó uống mà. Dạ hả? Giờ tiền bệnh ta cho chị bệnh, giờ nằm nhà nó chồng bỏ rồi, có ba mẹ con ở à. Dạ. Giờ kiếm tiền bán số, giờ khổ quá không có tiền bán số. Giờ hết bán số, không có tiền bán số. Nhưng mà vô bán. Con cô sinh năm 2006 hả? Dạ, mấy tuổi rồi. Nó bệnh cũng kéo dài lâu rồi. Giờ khổ chồng bỏ, giờ kiếm tiền bán cái số này kia rồi. Giờ về mua 1 chục ký gạo với thùng sữa. Mười mấy tuổi rồi cô? 16 tuổi rồi. Dạ hả? Dạ. Nhưng giờ nó chạy giờ về nhà nằm vậy giờ. Giờ mua thuốc uống chứ không có nằm bị thương. Chồng cô đâu? Bỏ rồi. Bỏ rồi. Dạ, có vợ ở cô điện mình đó. Cô năm nay là bao nhiêu tuổi rồi? 58 tuổi, tuổi con dây. Con của cô là mới có mười mấy tuổi thôi. Dạ, 4 đứa con, có chồng vợ, 2 đứa, còn 2 đứa thằng 1 tuổi, ở nhà giữ nó ở nhà. Chồng của cô bỏ lâu chưa? Năm nay 6 năm rồi. 6 năm? Dạ. Cô ở Hồng Ngự thì cách đây cũng khoảng 30 cây số. Ở Hồng Ngự cũng hơi xa, cũng có không biết mấy số mà hơi xa. Dạ. Dạ. Rồi bây giờ cô cứ xin tiền để nuôi dạ, con của mình. Nuôi con với kiếm được 1 triệu bán 100 giấy số, nghỉ sinh sinh ngồi khổ lắm. Giờ bán số nuôi nó ngày kiếm 100 ngàn mua sữa. Giờ nhà không có gạo, không có sữa gì chứ. Cô quỳ như thế này là bao lâu rồi? Hả? Không, cô... mỗi lần mới đây à, mỗi lần bằng hàng cá. Ở ngoài chợ thành ai cũng biết bán cá. Dạ. Rồi bán cá rồi đặt đầu bán sư cũng kêu đừng có bán nữa, bán con mình lầu mắt kia bán tội lắm. Dạ. Đặt đầu rồi thấy khổ không có vốn bán rồi liều. Liều người ta cứ xin, không dám xin ai chứ ngồi quỳ xin vậy ai cho lấy chứ mắc cỡ không dám xin. Hồng Ngự xứ Hồng Ngự bán thời mình có tiền với người ta. Mắc cỡ bạn bè hàng dạ. Sai vậy á, kiếm tiền chừng 1 chục ký gạo với thùng sữa à, cho nó uống rồi chừng nửa tháng không có đồ đi lại nữa nha. Thì có vốn chừng triệu à, nghỉ xin nuôi nó nhà sống ngày ngày vậy á. Cô bán cá được bao năm? Năm nay nó 3 năm. 3 năm? Dạ. Lúc mà bán cá thì mình đủ sống không? Dư, lúc đó dư lắm, lúc nó bệnh là dư dữ lắm. Như là vô hụi này kia là hụi người ta giật hết 2 chân hụi nữa. Dạ. Dạ, rồi giờ năm nay rồi nó bệnh khổ mà chồng bỏ nó khổ không làm gì ôm con không à. Là 2 đứa con lớn của cô không có nuôi cô sao? Gia đình nghèo. Còn nó có chồng 3 đứa con nữa. À hả. Dạ. Gia đình nghèo không có tiền. Không có tiền. Dạ. Nhưng mà sao cô không xin ở Hồng Ngự mà cô cho nó gần? Mắc cỡ. Dạ. Mắc cỡ bạn bè. Mắc cỡ á. Nhưng mà đi người ta không biết mình xin. Dạ, đi xin rồi thôi mình có ăn mình bán số này kia. Đâu có vậy rồi gặp bạn bè mắc cỡ chứ. Gặp bạn bè mắc cỡ mình phải xuống chỗ vắng này mình xin. Dạ, xin dừng 1 chục ký gạo với thùng sữa. Chừng nửa tháng, đầu tháng, nửa tháng 20 bữa đầu đi 1 lần nữa vậy đó. Chồng cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, năm nay có 24 mấy,
49 cái gì á, nhỏ hơn 48 à, nhỏ hơn tôi 2 tuổi à. À cô là 50. Có tôi 58 à. 58. Nó cũng năm mấy, nó cũng gà. À nhỏ cô 2 tuổi thôi. Dạ dạ. 56. Dạ dạ tôi gà. Dạ. Về nhà chạy xe con chứ đâu có lâu nuôi con đó, đâu có thăm tới nuôi con đó. Có uh-huh. Giờ đó của điện mình nè, của điện Hùng Ngự á. Dạ. Rồi sáng giờ cô ăn gì chưa? Chưa, mới lên đi xe buýt mới lên, ta cho được nhiêu nè. Ta cho được 70 ngàn hả con? Dạ, dạ. Dạ, trước đây là cô bán vé số là bao lâu thì cô nghỉ? Bán số là chừng 5-1 là nó bệnh rồi đi bán lại. Lại bắt đầu nó bệnh, tối ngày ở nhà ôm nó, lúc đó nó còn yếu không quần nữa, rồi mình không có đi bỏ được. Giờ hơi đỡ rồi, bắt đầu mới hết vốn, ôm hoài ăn hết vốn vé số rồi, không có tiền bạc gì chứ. Nó bị suy nghĩ chứng đi xin không dám đi xin, ngồi quỳ vậy nè xin cho người ta cho tiền lấy cảm ơn vậy chứ mở miệng ra mắc cỡ không dám xin ra sao chứ không dám đi xin chỉ quỳ vậy thôi người ta cho dạ, tiền người ta đi ngang người ta ghé người ta cho hồi đó giờ mình đâu có biết ăn xin đâu vì quán cá bằng hàng cá một thời mình còn ấy chồng nó cũng đỡ lắm rồi nó quậy nó đi chơi xỉu nó gà rồi đầu trứng có rồi vợ bé vợ nhỏ. Dạ. Cái đầu ghen quá ghen, tính tự dặn chết mà người ta phiên, người ta nói thôi đừng có còn con mà người tự vậy, người ta phiên quá, người ta không có khùng quá, hồi đó tưởng khùng không mà. Dạ. Như ghen chồng nghe nó có vợ, có nhỏ tuổi mình có ba mấy tuổi à, nhỏ nó có ba mấy tuổi à, cũng mê, mê bỏ tới giờ mê cho con sát bên nhà vậy. Nhà tôi sản Thạnh nó có vợ Hùng Ngự sát bên vậy mà nó không thăm con mấy gì chứ, chạy xe ngang cũng thăm luôn. Là coi như là chú là có vợ nhỏ, vợ bé là không có... Không có tới không lui con, dạ. Mà dạ, đi tới lui ngang cửa gì con ghé nhà thăm con. À, cô ngồi lại đàng hoàng đi, con thấy cô quỳ tội quá. Dạ. Trời ơi, mà sao cô suy nghĩ cái cách mình phải quỳ như vậy? Ngồi vậy là không ai cho chứ. Người thấy gì, ngồi quỳ vậy là ta cho. Ngồi gì, ngồi không ai cho, ngồi vậy là... không ai ghé cho dạ cũng là phải quỳ người ta mới cho 50 với 70 là 70. Cô tên gì? Nguyễn Bá Hai. Bé Hai hả? Nguyễn Bá Hai. Nguyễn Bá Hai. Bé Hai. Bé Hai. Dạ. Là ba đứa con cô thì nó bình thường, chỉ có đứa bé này là bị bệnh thôi. Dạ, bị khu não rồi mắt này nè. Dạ. Nó cũng đi học, nó biết chữ đàng hoàng nữa đó. Đi học lúc năm nay nó học chắc lớp 6 nó mới nghỉ. Trước đây thì khi mà chưa sanh chưa lợn mắt bé thì chưa, không có sao. Dạ, rồi đầu lúc sau này nó mới nhức đầu. Lúc đầu nó ôm đầu này kia đi khám là người ta bị khô não. Ừ. Trên đầu nó có một cái đầu như là gờ, cái một chuyện là bành kia trên đầu nó. Dạ. Là người ta nói là ảnh hưởng cái mục nó ép xuống mắt lòi ra. Dạ. Giờ khổ quá mới cô đi rồi. Như thế này thì bao ngày cô mới về? Đâu có, đi chiều dẫn chút xíu về cũng được chục ký gạo với thùng sữa về rồi nghỉ sát mình đi xe buýt có 25 ngàn à, xe buýt về tới nhà 25 chính chừng thùng sữa 300 ngàn với chục ký gạo rồi về giờ chừng nửa tháng hay 20 bữa đi làng vậy đó. Ở nhà đâu mua không dịch quẹt người mua 10 ngàn bạc thịt bằm cháo nấu cháo cho nó ăn rồi thôi à. Yêu cầu có gạo, có sữa cho nó ăn, hơi ăn cực khổ ăn cũng được chứ. Là chỉ cần mình đủ tiền nuôi con mình thôi chứ mình không cần nhiều hơn. Dạ, giờ sống hai ngày mẹ còn sống giờ. Cô đây. Chọn cái điểm này là vì ở gần Hồng Ngự thì cô mắc cỡ với bạn bè. Dạ, bạn bè nhiều lắm, chợ ăn biết sướng mình chứ mà chứ nhà. Vậy sao cô không hỏi mượn bạn của mình, những người ngày có trước hỏi, mà bán cá? Có hỏi chừng mình góp, tôi sợ mình không có tiền góp, chị qua chú hai năn nỉ, ta không cho. Năn nỉ hoài à, nói giờ cho mượn đi, chưa góp cho, ngại góp cho 20 ngàn. Ừ. Nó không chịu hết rồi cùng năn nỉ 50 nó thôi bà ơi, con bà bệnh gì, tôi có cho đâu. Cũng năn nỉ hoài, hỏi góp chắc không cho. Dạ. Dạ, có thời chồng quậy với tôi đi bán cá, có hỏi mình góp, người ta cho, thời mình có tiền, hỏi bao nhiêu nó cũng cho chứ. Lúc đó cô bán cá thì mỗi ngày cô lời được bao nhiêu? Cô bán cá gì? Bán cá lóc với cá lăng. Rồi dạ. Mình một ngày là được 300, khi 400 là có điểm có nhiều à. Lúc đó là chưa sanh em bé?
lúc đó ba sanh rồi, đi học rồi luôn á, bán cá mười mấy năm rồi. À nhưng mà lúc đó thì là Phúc bình thường. Phúc bình thường à. Nhưng mà sau này thì lộn mắt rồi. Lộn mắt là dạ rồi là... thầy đồ người ta đi ngang người ta coi người ta nói cái nghiệp của chị bán cá. Bỏ nghề cá đi chị ơi, như là đặt tàu cá lóc chỉ đặt tàu bán cá rô hồng đó, đặt bán cho người ta. Nghe không có căng thiếu thiệt, căng đủ rồi vô mình đập đầu có rồi thầy người ta gặp tình tổng viên. Như mình đi ngoài đường khi nào ổng là ổng đứng lại ổng kêu ổng coi ổng nói chị ơi đừng có xách xanh mấy người cá nữa. Nhưng mấy giật mình ổng nói câu đó mình hiểu được rồi mới nghĩ sai xây ra nghĩ đó. Nghỉ xây hằng phúc cũng bán mười mấy năm thì cô nghỉ nghỉ đến thời điểm này là được bao nhiêu phúc, bệnh là nghỉ năm nay ba năm Phúc phát hiện bệnh đó là ba năm Phúc còn học là bán cá mỗi ngày vậy đó. Lúc cô bán cá thì cô tích lũy được bao nhiêu tiền, nhiều tiền không? Ngay lúc đó, vợ chồng ở cũng chưa có mấy chỉ vàng rồi vô hụi người ta giật hai chân hụi rồi cho hụi mà hai á giật hai bả giật hai chân rồi người ta ghé người ta mua cho ăn này đâu mà kêu ta ăn mua gì hết cô không biết tao mua gì nè mua hai nước đây là một cái thông tin của bé Phúc mà thấy cô ôm á à nữ là đây là thông tin cá nhân nên Bùi Hồ không có quay thông tin được. Bé Phúc thì năm nay sinh năm 2006 cô bác của anh chị đây là người ta mua cho cô ăn đấy hả? Dạ, sao cô không ăn đi hồi sáng không vô dạ tại tôi bị tiểu đường nó bị tiểu đường với bú nè tiểu đường bú mà đâu có thằng chị bỏ liều nhé. Nhiều cái lên má ơi, lên tiểu đường lên nó nhiều cái tàu cũng có tiền mua thuốc khóc khóc được nhiều cái mà mặt ở mua thuốc thiếu người ta không bán tới lúc mà không có tiền nhà mà mùa dịch khổ mùa dịch bị lên máu đường luôn này kia đâu lợi đầu này là kia mua thiếu không ai bán chứ hồi mình còn có ăn á mua nhiều ai bán chứ hồi mình khổ rồi lợi đâu ai cũng bán. Có bà kia ở xóm ứng nghiệm bà bác cho thiếu một chục cùng dịch ăn có mệnh bà tiệm bà thương nhiều nhất á để cho cùng dịch mở kêu bác thiếu cho được cái tiền trả tao chị con mình tốn hết nhiêu tiền rồi đúng rồi người ta cho tiền không à người ta cho mày kia dắt đi khám bệnh ở trung tâm đúng rồi về vậy mẫu đó mẫu luôn được bác sĩ ta nói ngươi là nó sống giờ thèm gì cho nó ăn mấy rồi bây giờ cô đi như thế này thì ở nhà ai chăm Phúc? Phúc em Phúc anh thằng em giữ 11 tuổi á giữ còn đứa bé 206 thì năm nay là mới có 8 tuổi hả cô? Không có thằng con gặp là 10 năm nay 11 12 tuổi rồi bé bị bệnh kìa cái đó là 16 tuổi rồi bé bị bệnh là 16 tuổi dạ thằng Phúc anh á Phúc anh bị bệnh còn Phúc em giữ hả? Dạ Phúc em giữ Phúc anh Phúc em vậy là người anh bị bệnh người em chăm dạ chăm nhà giờ sáng là kêu nấu cha cháo sẵn thì ở nhà bút cha anh ăn mày kia rồi bây giờ có hai mẹ ở nhà con của mình có biết mình đi như thế này không giấu nó đi bán số thằng bệnh nó không cho xin mà lần người ta mắng vốn nó mày ơi đừng có xin tội lắm sau này con có gì mà tội với con tội lắm con của em biết của anh Phúc anh nó không cho giấu của anh của anh bệnh nó mới sinh rồi mắc nợ rồi sau này nó có sau này nó có chết á rồi nợ dưới này kia nó kêu mẹ đừng có xin mà tôi thấy tôi đi lén đó. Hai đứa con lớn của cô là sao có chồng rồi ba đứa con cũng khổ vì làm mướn nơi không à làm ở đâu cô nó có chồng có lãnh làm cô lãnh á có gửi tiền về cho cô không? Không, nó khổ, ba đứa con nó cũng khổ lắm. Dạ. Cô quỳ như thế này thì khoảng mấy giờ cô mới về? Nhưng mà đủ tiền ở đâu về, như đón xe buýt đó, chỗ mà xe buýt người ta ghé tiệm đó, đón về cũng hơi xin đón ngay đó. Trên dần, nhắm dần là 450, là vàng chục cái gạo với hùng sữa thôi à, hỏi cần ăn uống gì chứ. Rồi nghỉ tới nửa tháng ở đâu cũng thà nửa tháng 20 bữa mới đi lại lần tí mà có tiền triệu là nghỉ đi xin nghỉ Phú Anh nó nói hoài nó mẹ đừng xin mắc nợ con sau này con có chết thì mới không mắc nợ con nữa giấu nó giờ khổ quá khổ con mà nói câu nó cuộc trời ơi trời thằng Phúc Anh nó bệnh mình biết nói vậy còn Phúc em biết Phúc em giấu tại mình nói cho Phúc em nghe vậy
mẹ con ở nhà giữ anh đi nghe, mẹ đi xin kiếm tiền về cho phụ con ăn. Giờ đỡ góp sách ra đó cho. Rồi đi làm, đi rửa chén người ta 60 ngàn. Mình suy nghĩ đâu có đủ đâu, một ngày chỉ 60 ngàn đủ đủ. Thấy đi xin vậy về, chừng nửa tháng ở nhà coi thì nó khi nhiều khách nó cũng giật. Lâu lâu nó ôm đầu nó giật vậy, sợ sợ cái đó thôi. Như trời nắng này nó cũng nó nhức đầu, cái đầu nó đập đầu hoài, đập vô cái nhà phiến bên hoài à. Nhà cô là nhà gì? Nhà thiết, cái nhà mà có Nguyễn An Giang cắt được cho nhà. Nguyễn An Giang á, cậu biết Nguyễn An Giang không? Biết. Ờ, nó cắt, ổng cắt được cho nhà, không cho tiền cắt nhà cho được cái nhà lâu rồi, năm nay 3 năm rồi. Dạ, năm nay 3 năm rồi. À, con nhớ cô rồi. Dạ. Rồi có 1 phút rồi Nguyễn Văn cắt cho. À. Nhà ở xã Hồng Thạnh. Cô ở Hồng Ngự lúc trước con gặp cô ở Tân Hồng một lần đúng không? Phải không? Không, không có, không ở xã Hồng Thạnh không à. Vì có đổi gì đó, lâu lâu ở đầu lại chứ gì bắt quán đó mà biết lâu lại làm. Lại đây ngồi điểm này không? Thôi Tân Hồng có làm. Tại xứ nhà không biết ông làm đó, hà ngồi ở đây người ta không biết. Hay nửa tháng 10 bữa 20 bữa lại đây là ở đây ai cũng biết, chứ lâu lâu lại người ta dòm ta biết á. Có tiền rồi đâu có tiền đâu có bán số, có tiền bán số rồi đâu có xin vậy, xin đi ngồi với khổ lắm. Dương Thúc Anh nó nói cũng hơi tội thôi. Bây giờ cô có mong ước gì không? Mong ước là kiếm tiền chừng triệu đi bán số nuôi nó à. Bán sống qua ngày. Giờ nhà chú cho lạnh lạnh rồi, giờ kiếm tiền được triệu rồi bán số nuôi nó thôi, chờ không có mong ước gì chứ. Để con sẽ liên hệ lại với anh Nguyễn, cô tên Nguyễn Hai. Bé Hai. Dạ. Dạ con liên hệ lại với anh Nguyễn. Dạ. Ngày mai con lên nhà cô được không? Dạ được. Cô có số điện thoại không? Không xài số Nguyễn Giang, là có cái số của một con nhỏ sớm á, Nguyễn Giang điện ngay lúc ấy Nguyễn Giang lời vô tới nhà cắt nhà, Nguyễn Giang biết. Ngày mai con ghé con thăm nhà cô. Dạ. Ngày hôm nay thì Bùi Hồ rất là tình cờ đi công việc ở đây nè cô. Dạ. Bán với anh chị nó. Dạ. Chạy ngang gặp cô, hình ảnh khá là đáng thương, là cầm một cái giấy Bùi Hồ, tưởng đâu là một cái giấy gì, đó là giấy bệnh nè, bệnh của con của cô là bé Phúc á, bị não á. Thì bây giờ thì Bùi Hồ sẽ hỗ trợ cô một ít, tại sau đó cô về ngày mai thì Bùi Hồ sẽ lên xác minh như thế nào để có thể là thay mặt cho quý mạnh thường quân để mà hỗ trợ cho cô nếu như mà chính xác như những gì là cô nói ha. Còn bây giờ thì Bùi Hồ sẽ gửi cô một ít để cô có thể là về lại trên quê. Còn bây giờ thì ngày mai thì Bùi Hồ sẽ quay trở lại để tiếp tục chia sẻ cái đoạn clip này cho cô bác với anh chị biết được luôn về tình hình nhà cô như thế nào, và cũng như là liên hệ với anh Nguyễn ở anh Nguyễn kênh Nguyễn An Giang á, để biết được tình hình của cô, và Bùi Hồ sẽ nắm bắt và chia sẻ thêm. Thôi thì cô ăn một miếng gì đi, rồi sau đó cô bắt xe buýt cô đi về. Dạ. Con gửi tiền cho cô bắt xe buýt cô đi về. Dạ. Ngày mai con sẽ đến thăm cô được không? Dạ, tại bây được. Giờ con đi công việc, con đi công việc ở dưới kia. Dạ. Dạ, tình cờ ngang thì con mới gặp được cô thôi. Dạ. Bây giờ chỉ mong ước là được 1 triệu thôi đúng không? Dạ. Để đi bán với số thôi. Dạ. Dạ, lúc trước anh Nguyễn thì ảnh giúp cho mình được, đó thì cái nhà 6 mấy triệu. 6 mấy triệu rồi. Dạ, có dư tiền không? Dạ không, cắt nhà rồi hết, không có giao đồng bạc luôn. Chưa, ở Dưỡng Giang đó người ta cho đủ cắt ở nhà. Dạ. Ổng tính mua son nồi bếp rồi mà không đủ rồi. Không có mua son nồi bếp, không mua về cắt được cái nhà cho rồi. Cũng quý rồi, được cái nhà mừng chích đi xuống lại rồi. Nhà, lúc đó vô là nhà vẫn ghê lắm, Nguyễn Giang vô còn muốn khóc nữa mà. Vừa qua chừng từng lễ là Nguyễn Giang mở ra là cắt luôn, cái gụp luôn vậy. Vậy là cô trước đây là một người buôn bán cá, cho đập đầu cá lóc nhiều quá nên là nữ là dạ, ông sư sợ mà
báo cho con mình á, và mọi người khuyên là cô nghỉ thì cô nghỉ luôn. Dạ. Bây giờ cô, con gửi tiền cho cô, cô bắt xe buýt về lại quê đi, ngày mai con sẽ thăm cô. Dạ. Và cái số điện thoại của cô là ngày mai con sẽ, anh Nguyễn, anh biết nhà cô đúng không? Dạ, biết, biết. Để con điện cho ảnh rồi, để ngày mai con sẽ tìm lên nhà mình. Dạ. Dạ, thì bây giờ là đoạn đường này tình Bùi Hồ tình cờ thôi. Rất mong là sẽ hỗ trợ được phần nào cho cô vào ngày mai. Cô bác anh chị nhớ đón xem đẩy như thế nào ha. Bây giờ tình cờ thì Bùi Hồ trên cái đoạn đường đi công việc chứ không phải là đi quay. Mà tại vì ở trên cái chiếc xe có đem đồ theo á, nên thành nữ là chia sẻ đoạn clip này. Mong rằng là sẽ hữu duyên đối với cô để giúp đỡ cho cô và con của mình vượt qua những thời điểm khó khăn như thế này. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác anh chị ở clip sau. Để con gửi tiền cho cô ha. Cảm ơn.